Chị đang làm công việc gì? Kinh doanh tại nhà, bán ăn bán uống chị. Trước tiên là cái trình độ học vấn. Anh muốn sao anh? Đại học trở lên. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Chúng ta sẽ giới thiệu sơ yếu lý lịch trích ngang. Mời anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Mình tên là Đức Anh. Năm nay mình 48 tuổi. Hiện nay mình đang sống ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu lên thành phố Hồ Chí Minh anh hả? Vâng. Anh đang làm công việc gì vậy anh? Hiện nay mình đang làm quản lý bên ngành giáo dục. Rồi xin mời bạn gái bên kia. Em chào quý khán giả. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em tên Kim Long, 48 tuổi, quê ở Bạc Liêu. Ồ, chị cũng 48 tuổi hả chị? Hiện nay chị đang làm công việc gì? Em hồi trước là thợ may, sau đó em muốn buôn bán kinh doanh tại nhà, bán ăn bán uống chị. Bán về món gì? Bán bò kho, phở bò, phở gà. Trời ơi, chắc là ngon lắm á. Chị, nhưng mà 48 tuổi là sinh năm bao nhiêu? 169 chị. Anh sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 68. Ủa vậy là lớn hơn tuổi. Lớn hơn tuổi. Vậy chị gái ơi. Dạ. 48 tuổi, chắc cái tuổi nó cũng vừa vừa rồi ha. Chị có thể nói một chút xíu về tình yêu của chị như thế nào mà bây giờ mới ngồi ở đây ạ? Em đã có gia đình mà chia tay anh. Mình có cháu nào rồi? Em được 3 cháu. Bao nhiêu tuổi chị? Một cháu trai 24 với 20, cháu gái 13 tuổi. Hai trai một gái. Con lớn quá hả? Dạ. Lấy nhau được bao nhiêu năm thì mình chia tay hả chị? Bất đồng ý kiến cũng lâu lắm rồi anh Linh. Nhưng mà tại vì em thương con á, nên mới kết thúc giấy tờ hẳn hồi thì 5-6 năm nay á anh. Dạ, là 5-6 năm nay mình ở vậy một mình. Dạ. Dạ, rồi lý do sao chị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Tại vì con dâu á, bạn gái của con trai á, dạ. Nó động viên, nó nói mẹ đăng ký đi, chơi về vui, thấy chương trình này cũng hay quá. Rồi ký cho chị. Con dâu thiệt là tâm lý ha. Rồi mời anh. Mình hỏi anh nói một chút xíu về đường tình của mình như thế nào anh? Mình trải qua 2 mối tình và một cuộc hôn nhân. Mình cũng cái hoàn cảnh cũng gần giống bạn gái bên này. Mấy cháu rồi anh? 2 cháu. Một cháu lớn đang học đại học năm 2, một cháu học lớp 8. Hiện nay các cháu sống với mẹ. 2 đứa con cũng lớn như chị bộ. Vâng. Không có cứu vãn gì được anh hả? Rất tiếc. Chà, hôm nay trường hợp này hơi đặc biệt nha. Thôi giờ là anh đưa ra quan điểm của mình đi. Mình sẽ tìm cho mình một cái người bạn đời thế nào để có thể đi suốt một cái chặng đường còn lại anh ạ. Trước tiên là cái trình độ học vấn. Học vấn, anh muốn sao anh? Nghề nghiệp thì không quan trọng lắm, quan trọng là thu nhập ổn định. Anh muốn trình độ thế nào? Đại học trở lên. Ủa tại sao vậy anh? Sao phải học cao vậy anh? Cái trình độ nó liên quan rất nhiều vấn đề, trong đó có cái quan điểm sống, cái lối sống và cái lối ứng xử giữa vợ chồng và cái cư xử với hai bên gia đình. Linh nghĩ là đôi khi có những người không có trình độ đại học nhưng họ sống rất là tốt, họ sống bằng cái tâm của họ, cũng đâu có liên quan gì đến cách sống và trình độ đâu anh. Cũng có những người học rất thấp nhưng mà người ta lại là người vợ tuyệt vời. Đúng rồi đó anh. Mình đồng tình. Còn bây giờ anh yêu cầu đại học thì cái trình độ mình đề nghị ra không phải là tất cả, nó tổng hợp nhiều yếu tố, quan điểm sống và hình thức. Linh nghĩ cái quan điểm sống mới là quan trọng. Vâng. Có thể mình diễn đạt không đúng cái ý của mình nói. Dạ. Thì anh có đưa ra cái chuẩn gì luôn không? Anh nói luôn đi, rồi để em tâm sự với chị. Mình muốn có một bé gái. Anh muốn đẻ nữa hả? Vâng. Nếu bây giờ chị ấy không đẻ được con gái, đẻ ra con trai nữa thì sao? Dĩ nhiên là được. Cũng xin phép anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả, mình cứ chia sẻ những cái gì mình mong muốn nhất. Còn quan trọng mình có cái gì để cho đối phương nữa. Chứ không phải mình cứ đòi hỏi là đương nhiên mình sẽ được. Đúng rồi, mình cứ nói thật hết những gì suy nghĩ thôi. Khi mà gặp nhau á, cái duyên nó sẽ xóa đi tất cả những cái yêu cầu của mình. Nãy giờ chị cũng nghe anh chia sẻ những quan điểm sống của anh. Thế giờ mình mong muốn tìm một cái người để mà đi với mình cái quãng đời còn lại, thì mình muốn cái người đó như thế nào? Phải mở rộng vòng tay để dìu dắt mẹ con em vượt qua những cái khó khăn, và chia sẻ và yêu thương bảo bọc lo lắng cho em, tại vì em chưa được chia sẻ và quan tâm. Có lẽ chị bên kia chị chưa được hạnh phúc trọn vẹn. Em xin phép anh nhé, em nhỏ tuổi anh, em xin phép để em qua em nói chuyện với chị chút xíu nha, chứ không phải là mình chào anh. Chào chị. Hồi nãy Linh trò chuyện với anh kia thì Ý anh cũng muốn là chị xin cho ảnh thêm một đứa con nữa. Yeah. Chị thấy sao chị? Nếu như ảnh thật sự ảnh là người tốt mà biết chia sẻ, mở rộng vòng tay, che cái tổ ấm cho em, thì cái chuyện đó em sẵn sàng, không có thành vấn đề. Những lúc buồn chị thường tâm sự với ai? Không có ai để tâm sự hết. À, cái người chồng cũ có chu cấp hay là có dạy dỗ các con không chị? Dạ không chị, không có chia sẻ bất cứ một cái gì. Một mình em tội nghiệp, ba đứa con em có cũng vẫn bất hạnh thiếu sự dạy dỗ và dìu dắt của cha. Nhưng mà ba người con của chị cũng lớn rồi, có đồng quan điểm để chị bước thêm một bước nữa hay không? À, nó nói miễn sao mà mẹ đừng có buồn, mẹ vui thì sao con cũng con dâu đăng ký chương trình. Xin chia sẻ với chị điều đó ha. Dạ. Dạ. À, em xin phép nha. Dạ. Nãy giờ anh nghe chị nói cảm nhận như thế nào hả anh trai? Mình nghĩ là mình có thể chia sẻ được. Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng. Dạ. Dạ chào anh. Chào các bạn. Anh ơi, nhưng mà điều em nói thiệt nha, bây giờ anh cũng đã có 2 cháu rồi, chị cũng có 3 cháu rồi, thì bây giờ nếu như mà mình hợp với nhau mà mình cảm thấy mình có thể san sẻ trong cuộc sống với nhau được á, nhưng mà chị không thể sanh được nữa, thì điều này nó có làm anh thay đổi quyết định của anh không? Mình nghĩ đứa con nó không phải là tất cả. Nếu sau này thành 2 đứa đã có rồi, dĩ nhiên có thêm một đứa bé thì tốt hơn. Yeah. Không phải là tất cả, không phải là điều kiện tiên quyết. Được nhiều yếu tố thì tốt, còn không thì mình chấp nhận. Bởi vì chính mình cũng chia sẻ là mình, thực ra mình chẳng có nhiều để cho bạn đời, mình cũng có ít lắm. Thôi bây giờ có lẽ mình để sự tư vấn của người lớn đi chứ. Dạ. Người lớn là ai nữa, lớn hơn nữa. Anh ơi, có ai đi theo không anh? À, có bạn đồng nghiệp. Dạ. Bạn đồng nghiệp. Cái cảm nhận của anh về hai người này thế nào ạ? Hy vọng là sau chương trình này hai anh chị nắm tay ầu ơ với dầu và hát được câu Thương Lắm Mình Ơi là mừng lắm rồi. Rồi, chị gái bên kia chị có đi với ai không? Em đi với người chị Kết Nghĩa. Dạ, chào chị ạ. Chào Linh với Cát Tường. Cặp này được không chị? Được, nhưng mà điều chị thấy như vậy em đòi hỏi quá cao, đòi hỏi phải đẻ con gái, gũi đẻ con trai nữa rồi làm sao? Chị cũng muốn hai em nắm tay nhau rồi mà cuối đời rồi không còn gì nữa hết á. Giờ cuối đời rồi của chưa, em nó cuối đâu, trời mới giữa giữa. Trời ơi, gần 50 tuổi rồi còn nữa em. 50 tuổi hơn, chưa cuối đời. Hơn nữa là người rồi còn gì nữa, mà giờ sanh đẻ nữa là chị không chịu. Nó bất hạnh lắm, không được chồng thương rồi con thì tự lo tự nuôi không. Mà nó giỏi lắm, nó nấu ăn đồ ngon lắm. Thì chị thấy em cũng được, nhưng mà điều nói sanh đẻ là chị không chịu. Thôi bây giờ thôi để hai anh chị anh với chị gặp nhau nha. Thật sự rồi em không có dám tư vấn cái này. Nào kéo màn lên. Xin mời anh chị. Lần đầu gặp em thấy anh thế nào? Thấy anh cũng dễ gần. Anh thấy em sao? Anh cũng nghĩ thế. Yeah. Nhưng mà anh. Tính anh thì hơi kỹ tính và hơi nóng tính. Yeah. Em có như vậy không? Em hiền lành nhưng mà em cũng nóng tính. Mà em biết lắng nghe và tôn trọng. Anh thì anh nghĩ thế này, hôm nay mình có duyên là đã được gặp. Yeah. Hai đứa hay chớp với cái cơ hội đó. À, còn có thành hay không nó lại là cái nợ, đúng không? Mình đều là những con chim đã từng gãy cánh rồi. Anh mong rằng anh và em đạt được cái mục tiêu giống như anh Quyền Linh và chị Cát Tường mong muốn. Em thì thích nghe nhạc, thích đi du lịch. Giống anh. Hay anh chỉ thích nghe nhạc, hay anh hát tặng chỉ một bài hát gì đi. Xin hát tặng em và tặng anh chị và khán giả bài hát Triệu Đóa Hồng. Một ngôi nhà xinh anh họa sĩ gợi trong tranh vẽ những vui buồn, lòng anh thầm yêu cô ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng, tặng một đại dương hoa hồng thắm cho người ca sĩ anh yêu thầm. Dạ, chị cảm nhận như thế nào hả chị? Anh hát hay. Chị có thích lãng mạn không? Dạ thích, anh rất thích lãng mạn. Mà chưa được lãng mạn. Anh có thể tổ chức một buổi gặp mặt đầu tiên thật lãng mạn không anh trai? Mình nghĩ là mình có thể. Thí dụ mình hẹn hò đâu cho nó lãng mạn đi anh. Hợp phố chẳng hạn. Hợp phố là ở đâu? Ngã tư Trần Huỳnh Lê Duẩn, thành phố Bạc Liêu. Ủa mình gặp ở bữa giữa ngã tư gì đó hả? Chỗ đó là cái gì anh? Cái quán cà phê nhạc trinh. Nhưng mà như anh Quyền Linh nói thì có thể giữa đêm 12 giờ đứng giữa ngã tư cũng được. Đúng rồi. Cũng có thể khi Màn đêm vừa buông xuống, sương mờ nó bay là đà. Anh đứng nghe chờ ngay ngã tư, cầm một cái bó hoa hồng chờ chị. Và chị xuất hiện đúng 12 giờ, tôi tặng một bó hoa, hát bài Triệu Đóa Hồng đỏ thắm. Đó là một cách cũng lãng mạn đúng không anh? Rồi, thôi thế cũng cảm nhận được rất là nhiều điều rồi ha. Bây giờ anh chị suy nghĩ thật kỹ. Chuyện này hết sức là quan trọng. Nó hệ trọng không chỉ riêng cuộc đời anh chị, dạ, mà nó còn hệ trọng đến những người con nữa. Bây giờ anh chị để tay mình nút bấm đi. Mình suy nghĩ thật kỹ. Bấm hay không bấm là quyền của anh chị. 3, 2, 1. Hết thời gian. Cảm ơn Quyền Linh và Cát Tường cùng với ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn quý khán giả. Tuy nhiên hai đứa mình thì cũng đã không từng thành công trong cái hôn nhân và tình yêu. Cái sự thận trọng là đôi khi cũng cần thiết. Yeah, cho nên mình nghĩ đôi khi mình có duyên rồi đó nhưng chưa có nợ. Quan trọng nhất là hôm nay mình được gặp nhau ở đây và có thể mình sẽ có một cái cơ hội khác, em và cả anh. Yeah. Xin cảm ơn. Và một điều mà Quyền Linh nghĩ rằng rất là vui nữa là hôm nay anh chị trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu sẽ đi chung một chuyến xe. Biết đâu điều gì sẽ xảy ra trên chuyến xe ấy. Cũng có thể tất cả mọi điều có thể xảy ra để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Gửi tặng hai anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc cho hai anh chị sớm tìm được một nửa của mình. Và đặc biệt là chị nhé, người phụ nữ sẽ tìm được một người đàn ông sẵn sàng đón nhận mẹ con chị. Và chúc anh sẽ không ở một mình nữa mà sẽ có một người ở cạnh mình để chăm sóc, chia sẻ anh nhé. Vâng, cảm ơn. Dạ.